chào quý vị. Hiện tại tôi đang ở nơi Vĩnh Phúc, Ba Đình. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn 5 căn nhà của chủ đầu tư. Bác tên là Khánh. Nhà được xây dựng diện tích là 45m2 và có sân chiều dài là sẽ là 4m, rộng 3m6. Nhà diện tích 45m2, mặt tiền 3m6. Nhà xây dựng 5 tầng, 4 tầng 1 tu. Thiết kế cầu thang cuối, mỗi tầng 1 phòng hiện đại. Cầu thang, hệ thống cầu thang, cửa bằng gỗ lim. Theo như tôi nói chuyện với lại chủ đầu tư thì hệ thống nhà vệ sinh sẽ được đầu tư bằng cái nhãn hiệu của thương hiệu Toto, rèm, kệ tủ tivi